Giải trí miền Tây chào mừng cô chú các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Chúc cô chú các anh chị và các bạn xem video vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Nếu cô chú các anh chị và các bạn là người mới đến xem Giá Lúa Gạo hôm nay, nhớ để lại một lượt đăng ký, một lượt like, ấn vào cái chuông để cô chú các anh chị và các bạn luôn là người đầu tiên nhận được video sớm nhất mỗi khi Giải trí miền Tây phát hành video mới. Thông tin Giá Lúa Gạo hôm nay thứ 6, ngày 25 tháng 10 năm 2024. Nhiều doanh nghiệp hàng đầu lâm vào cảnh bi đát, Trung An và Arimed đi trước, Lộc Trời nối bước theo sau. Không chỉ gặp vấn đề về quản lý, Lộc Trời cũng đối mặt với lùm xùm liên quan đến việc nợ tiền thu mua lúa của nông dân đầu năm 2024 và ghi nhận khoản lỗ 96 tỷ đồng trong quý 1 năm 2024. Với lợi thế từ vựa lúa hàng đầu thế giới, doanh nghiệp gạo Việt Nam vẫn chày chật. Việt Nam là vựa lúa hàng đầu thế giới với nhiều thế mạnh về lịch sử lâu đời, chất lượng và sản lượng tạo nên lợi thế cạnh tranh lớn trên thị trường quốc tế. Năm 2023, Việt Nam lập kỷ lục xuất khẩu khi khối lượng và giá trị đều đạt đỉnh với 8,2 triệu tấn và 4,78 tỷ USD. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vượt qua các đối thủ để vươn lên dẫn đầu thế giới. Dù vậy, nhiều lợi thế như vậy, kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp ngành gạo dường như chưa tương xứng trước sự việc của Lộc Trời, nông nghiệp công nghệ cao Trung An và xuất nhập khẩu An Giang cũng rơi vào tình trạng cảnh tương tự. Đây đều là các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành lúa gạo với doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, nhóm này đồng loạt báo lỗ trong năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm, Trung An lỗ 8 tỷ, Agemet lỗ 98 tỷ, mặc dù thị trường gạo được đánh giá có nhiều khởi sắc. Thông tin Giá Lúa Gạo trong nước hôm nay, ngay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giảm nhẹ với mặt hàng gạo, giá gạo xuất khẩu hôm nay cũng xu hướng giảm. Đối với giá lúa hôm nay, thị trường giao dịch ổn định. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm mạnh, trong khi giá gạo của Thái Lan và Pakistan lại ổn định. Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang cho biết, giá lúa hôm nay ghi nhận không có sự điều chỉnh nhiều so với ngày hôm qua. Bên cạnh đó, thị trường nếp như sau. Nếp Long An IR4625 khô có giá 9.600 đến 9.800 đồng một ký, giá ổn định. Nếp Long An 3 tháng khô có giá 9.800 đến 10.000 đồng một ký. Đối với mặt hàng gạo hôm nay tại các địa phương như Sóc Trăng, Đồng Tháp, giao dịch cầm chừng, lượng về ít, vắng người mua. Tại An Giang nhiều kho mua chậm lại, lượng về ít, giá giảm nhẹ. Tại các chợ lẻ hôm nay, giá gạo tại các chợ lẻ ghi nhận có sự điều chỉnh nhẹ. Cập nhật tình hình thị trường xuất khẩu hôm nay, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam có sự điều chỉnh như sau. Gạo 100% tấm ở mức 432 USD trên 1 tấn, giảm 6 USD trên 1 tấn. Gạo tiêu chuẩn 5% tấm ở mức 553 USD trên 1 tấn, giảm 2 USD trên 1 tấn. Gạo 25% tấm ở mức 504 USD trên 1 tấn, giảm 2 USD trên 1 tấn. Đối với gạo thành phẩm hôm nay, gạo IR504 12.600 đến 12.700 đồng một ký, giảm 100 đồng một ký. Gạo nguyên liệu IR504 10.500 đến 10.600 đồng một ký, giảm 100 đồng một ký. Giá tấm và giá cám ổn định đi ngang. Giá lúa tươi tại ruộng hôm nay có sự điều chỉnh biến động ở từng địa phương hôm nay như sau. Giá lúa tại Kiên Giang, Hương Châu 6 7.600 đến 7.800 đồng một ký. MNL202 7.900 đến 8.100 đồng một ký. Nàng Hoa 97.100 đến 7.300 đồng một ký. OM34 6.300 đến 6.500 đồng một ký. Đài Thơm 88.000 đến 8.200 đồng một ký. OM18 8.100 đến 8.300 đồng một ký. XT24 XT25 11.400 đến 11.800 đồng một ký. Nếp tươi 7.500 đến 7.700 đồng một ký. RVT 7.700 đến 7.900 đồng một ký. Lúa Nhật 7.800 đến 8.000 đồng một ký. Zmin 7.800 đến 8.000 đồng một ký. IR504 6.900 đến 7.100 đồng một ký. Giá lúa tại An Giang, OM5451 7.400 đến 7.800 đồng một ký. Nàng Hoa 97.100 đến 7.300 đồng một ký. Đài Thơm 88.200 đến 8.400 đồng một ký. OM18 8.100 đến 8.300 đồng một ký. IR504 7.000 đến 7.200 đồng một ký. RVT 7.600 đến 7.800 đồng một ký. Lúa Nhật 7.800 đến 8.000 đồng một ký.
Nếp tươi 7.700 đến 8.000 đồng một ký. Giá lúa tại Bạc Liêu và Cà Mau ST24 11.300 đến 11.700 đồng một ký. OM5451 7.000 đến 7.200 đồng một ký. OM18 7.800 đến 8.000 đồng một ký. RVT 7.900 đến 8.100 đồng một ký. Đài thơm 7.900 đến 8.100 đồng một ký. ST21 11.300 đến 11.700 đồng một ký. IR504 6.500 đến 6.700 đồng một ký. Nàng hoa 97.000 đến 7.200 đồng một ký. OM380 6.200 đến 6.400 đồng một ký. MNL202 7.800 đến 8.000 đồng một ký. OM34 6.100 đến 6.300 đồng một ký. Hương Châu 6 7.600 đến 7.800 đồng một ký. Giá lúa tại Sóc Trăng và Tiền Giang IR504 7.000 đến 7.200 đồng một ký. OM18 8.100 đến 8.300 đồng một ký. OM380 6.600 đến 6.800 đồng một ký. OM34 6.400 đến 6.600 đồng một ký. Đài thơm 8.100 đến 8.300 đồng một ký. OM5451 7.500 đến 7.800 đồng một ký. Hương Châu 6 7.600 đến 7.800 đồng một ký. RVT 7.800 đến 8.000 đồng một ký. Lúa Nhật 7.700 đến 8.000 đồng một ký. ST24 ST25 11.400 đến 11.800 đồng một ký. Nàng hoa 7.500 đến 7.800 đồng một ký. Tiếp theo là tình hình giá lúa tại Trà Vinh và Vĩnh Long. IR504 6.600 đến 6.800 đồng một ký. OM34 6.300 đến 6.500 đồng một ký. OM5451 7.300 đến 7.500 đồng một ký. OM4900 7.500 đến 7.700 đồng một ký. OM380 6.300 đến 6.500 đồng một ký. Lúa Nhật 7.700 đến 7.900 đồng một ký. Nàng hoa 7.200 đến 7.400 đồng một ký. Đài thơm 8.000 đến 8.200 đồng một ký. Giá lúa tại Cần Thơ và Hậu Giang IR504 6.900 đến 7.200 đồng một ký. OM18 8.100 đến 8.300 đồng một ký. OM5451 7.600 đến 7.800 đồng một ký. Đài thơm 8.100 đến 8.300 đồng một ký. RVT 7.800 đến 8.000 đồng một ký. ST21 11.500 đến 11.800 đồng một ký. Hương Châu 6 7.700 đến 7.900 đồng một ký. Lúa Nhật 7.600 đến 7.900 đồng một ký. Japonica 7.900 đến 8.100 đồng một ký. Zmin 7.800 đến 8.000 đồng một ký. OM34 6.400 đến 6.600 đồng một ký. Nàng hoa 7.700 đến 8.000 đồng một ký. Giá lúa tại Đồng Tháp và Long An OM18 8.100 đến 8.300 đồng một ký. OM54 51 7.600 đến 7.800 đồng một ký. Đài thơm 8.200 đến 8.400 đồng một ký. IR504 6.900 đến 7.100 đồng một ký. OM380 6.600 đến 6.800 đồng một ký. Hương Châu 6 7.600 đến 7.800 đồng một ký. Nếp tươi 7.700 đến 8.000 đồng một ký. Zmin 7.800 đến 8.000 đồng một ký. ST24 ST25 11.400 đến 11.800 đồng một ký. Nàng hoa 9 7.100 đến 7.300 đồng một ký. OM34 6.400 đến 6.600 đồng một ký. OM4900 7.400 đến 7.500 đồng một ký. Tiếp theo là tình hình giá lúa tại Tây Ninh. Nàng hoa 7.000 đến 7.200 đồng một ký. IR50404 6.700 đến 6.900 đồng một ký. Đài thơm 8.200 đến 8.400 đồng một ký. OM4900 7.500 đến 7.700 đồng một ký. OM5451 7.400 đến 7.600 đồng một ký. OM380 6.600 đến 6.800 đồng một ký. OM34 6.300 đến 6.500 đồng một ký. Nếp tươi 7.700 đến 8.000 đồng một ký. Tình hình giá gạo tại các chợ lẻ hôm nay như sau. Gạo nàng hoa chín 21.500 đồng một ký. Gạo nàng nhen 28.000 đồng một ký. Zmin 18 đến 20.000 đồng một ký. Gạo tẻ thương 15 đến 16.000 đồng một ký. Gạo trắng thông dụng 17.500 đồng một ký. Gạo thơm thái hạt dài 20 đến 22.000 đồng một ký. Gạo hương lài 23.000 đồng một ký. Gạo sóc thường 18.500 đồng một ký. Gạo sóc thái 21.000 đồng một ký.
gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng một ký, gạo thơm Nhật 22.000 đồng một ký. Chân thành cảm ơn cô chú các anh chị và các bạn đã dành ra thời gian quý báu để theo dõi hết video này.